Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, 11 tháng đầu năm, Bộ Công Thương đã phối hợp với các tổ chức xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế, cùng với hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam trên toàn thế giới, tổ chức rất nhiều hội nghị giao thương trực tuyến với các đối tác xúc tiến thương mại nước ngoài, tạo nhiều kết nối giữa các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà nhập khẩu nước ngoài tại các thị trường trọng điểm cũng như các thị trường tiềm năng. Các hoạt động kết nối giao thương trên đã và đang góp phần tháo gỡ một phần khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam, đẩy mạnh tăng trưởng xuất khẩu. Đại dịch COVID-19 khiến nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, sự thiếu hụt nguyên liệu đã dẫn tới sụt giảm doanh thu của hầu hết các doanh nghiệp trên cả nước, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược kinh doanh để phù hợp với tình hình mới. Trong đó, hoạt động kết nối giao thương cung cầu hàng hóa luôn được chú trọng thực hiện. Các hoạt động kết nối bằng nhiều hình thức thích hợp sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Những tháng cuối năm, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng đã và đang tích cực tổ chức và tham gia các hội nghị giao thương, hội chợ kết nối cung cầu hàng hóa và các hoạt động trưng bày sản phẩm đặc trưng bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua nền tảng số trên môi trường thương mại điện tử, khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, chú trọng kết nối hoạt động thông tin với các thương vụ ở nước ngoài, truyền thông quảng bá sản phẩm xuất khẩu, kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác có nhu cầu nhập khẩu. Cái hoạt động xúc tiến thương mại trong khuôn khổ chương trình xúc tiến thương mại quốc gia lần này được triển khai cho các tỉnh vùng đồng bằng vùng phía Nam tại Cà Mau thì có thể nói đó là có cái sự đổi mới rất là mạnh mẽ và hiệu quả trong công tác xúc tiến thương mại vừa trực tiếp vừa trực tuyến và thông qua các cái phiên kết nối này nó sẽ tạo cho doanh nghiệp của các tỉnh thành vùng phía Nam cái cơ hội để đó là đưa cái hàng hóa của mình ra thị trường thông qua các cái chuỗi phân phối của các cái nhà phân phối lớn, đồng thời đó là tạo ra cái cơ hội để cái hàng hóa của các tỉnh thành vùng phía Nam có thể xuất khẩu sang các cái thị trường. Lần đầu tiên chuỗi sự kiện kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp nông thủy sản với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh thành phía Nam năm 2020 được tổ chức tại Cà Mau, có sự góp mặt của các đại diện tập đoàn, các nhà mua hàng lớn trong nước và từ các nước có tiềm năng nhập khẩu thủy sản Việt Nam như EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đã có hơn 60 gian hàng của các đơn vị xuất khẩu nông thủy sản từ 20 tỉnh thành phía Nam tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu như tôm, cua, trái cây, mật ong, hạt điều, trà, cà phê. Tại đây, các doanh nghiệp Cà Mau đem đến nhiều mặt hàng để quảng bá, giới thiệu, nổi bật nhất là những sản phẩm chế biến từ con tôm, thế mạnh của Cà Mau, đặc sản cua 5 cân, 3 khía, bánh phồng tôm. Chúng ta nhìn vào số lượng là các doanh nghiệp tham gia cái phiên kết nối 2 ngày qua. Đấy, thứ hai nữa là số lượng là các nhà mua hàng tham gia, bao gồm là từ Aeon, từ Central Retail, từ các doanh nghiệp của Mã Lai, các doanh nghiệp của Trung Đông, rồi là các tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài, từ là châu Âu cho đến Hàn Quốc, cho đến Nhật Bản, cho đến Trung Quốc, vân vân, thì chứng tỏ rằng là cái sức hút của hàng hóa cũng như là nông sản, thủy sản của Cà Mau được rất là cộng đồng quốc tế cũng như là các nhà mua hàng quốc tế, các nhà nhập khẩu quốc tế rất là quan tâm. Tiềm năng của Cà Mau nói riêng và các tỉnh đồng bằng, các tỉnh miền Tây, Nam Bộ nói chung, theo cái số liệu mà chúng ta được biết đó thì là 95% thủy sản của miền Tây, rồi thì là trái cây là tới là 65%, rồi thì là những gạo là tới là 80% của cả nước, thì nó thể hiện rằng là sức hút cũng như là tiềm năng của các tỉnh miền Tây nói chung và Cà Mau nói riêng là vô cùng lớn đối với sự quan tâm của các nhà nhập khẩu nước ngoài. Tình hình năm 2020 từ đầu năm đến giờ thì tình hình dịch bệnh COVID làm cho cái việc xúc tiến xuất khẩu bị chậm lại. Tuy nhiên là công ty vẫn là không ngừng phát triển, hoàn thiện các cái thiết bị sản xuất chuyên sâu để khi mà tình hình dịch bệnh ổn định thì có thể sẵn sàng đáp ứng các cái đơn hàng xuất khẩu để đưa sản phẩm đặc sản Cà Mau đi ra các nước. Thông qua các cái chương trình xúc tiến thương mại, các cái kỳ hội chợ quảng bá thì sản phẩm đặc sản của Cà Mau rút dần cái khoảng cách vùng miền địa lý.
Tại hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp nông thủy sản với doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại các tỉnh phía Nam năm 2020 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, doanh nghiệp đã nghe các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài giới thiệu về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với một số quốc gia và cơ hội xuất khẩu vào một số thị trường quan trọng như Cộng hòa Liên bang Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, UAE. Phương thức giao thương mới này là cầu nối hữu hiệu để doanh nghiệp gặp gỡ, kết nối, giới thiệu quảng bá về tiềm năng phát triển thương mại, nhất là các sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương, qua đó tăng cường sự liên kết, trao đổi trong việc hợp tác giữa các địa phương với hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất và hệ thống phân phối trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Có thể đánh giá là Ủy ban Nhân dân của tỉnh Cà Mau cũng như là các tỉnh của phía Nam cũng như là các sở công thương, các tổ chức xúc tiến thương mại cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng. Và với cái sự phối hợp của các cái tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, của các nhà phân phối lớn ở tại Việt Nam như là Aeon, Central Group, trong đó có Big C, rồi là Sài Gòn Co-op và Satra, cũng như là nhiều các cái nhà phân phối ở tại Việt Nam thì cũng đã tập trung về đây và gặp gỡ để hỗ trợ trong cái việc tiêu thụ sản phẩm. Và bước đầu trong cái việc giao dịch thì cũng đã ký được những cái hợp đồng mà có thể nói cũng là hết sức là đáng khích lệ, giúp cho cái việc tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam, của người sản xuất trong cái bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang còn diễn biến hết sức phức tạp và khó lường hiện nay. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó trong việc tìm kiếm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm, thì đợt trưng bày sản phẩm, kết nối giao thương lần này được xem là cơ hội mở để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã chế biến nông thủy sản phía Nam nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng có điều kiện đẩy mạnh kết nối, hợp tác, phát triển thị trường trong thời gian tới. Thank you.